cái này trong phòng ngủ của tổng thống Diệm sẽ thấy cửa một đường hầm bí mật. Cánh cửa này phía ngoài được quy trát bởi một giá sách bằng gỗ, chỉ cần mở chỗ đẩy nhẹ giá sách ra phía sau có thể đi vào đường hầm. Đường hầm tổng thống đất cấp thông số với lầu 1 và chúng ta đang dừng chân, và đào sâu dưới lòng đất 10 mét đi xuyên qua phía sau lưng dinh thự này sẽ nối liền với một sân bay trực thăng nhỏ ở phía sau. Đây chính là hệ thống đường hầm thoát hiểm. Lỡ có pháo kích hay đảo chính xảy ra thì ngay từ trong phòng ngủ, tổng thống Diệm có thể đi vào đường hầm ra sân bay trực thăng để rời khỏi Đài Loan. Hiện tại thì hệ thống đường hầm này vẫn chưa phục chế lại được và do bộ quốc phòng quản lý. Đoàn của chúng ta khi tham quan mình sẽ không đi vào đường hầm mà chỉ nhìn thấy cửa vào của đường hầm ngay ở trong phòng ngủ ở trên lầu 2. Và lát nữa sau khi tham quan ở trong sinh thử xong ra tham quan sân bay trực thăng. Hiện tại thì ở đây bộ quốc phòng mang về một chiếc trực thăng hạng 1 thời kỳ tổng thống Ngô Đình Diệm. Đoàn của chúng ta có thể tham quan và chụp hình lưu niệm. Và ở sân bay trực thăng mình sẽ thấy cửa ra của đường hầm ở đó.